Buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một căn nhà siêu đẹp. Chủ nhà gồng gánh lãi ngân hàng nên cần xả gấp, bán lỗ tới 4 tỷ nha anh chị. Một căn nhà nằm ngay trục đường Nguyễn Kiệm thuộc phường 3 quận Gò Vấp, sát bên với sân bay Tân Sơn Nhất, chỉ cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng tầm 500-600m thôi. Một căn nhà rất đẹp, rất đẳng cấp, ngang 4m2, sâu vào 15m, thiết kế một trệt 3 lầu, nằm hẻm 1 xẹt 8m, sát với trục đường chính Nguyễn Kiệm thuộc phường 3 quận Gò Vấp. Cặp đôi nhà mình thì đã bán căn phía trong rồi, chỉ còn căn phía ngoài thôi. Căn phía ngoài thì chủ nhà đang gồng gánh lãi ngân hàng giảm giá 4 tỷ nha anh chị. Với giá gốc giao bán tới 11,2 tỷ, bây giờ giảm xuống 4 tỷ, chỉ còn 7 tỷ 200 triệu đồng. Giá chốt cứng không thương lượng nha. Đường trước nhà là con đường rộng 8m, có vỉa hè, hẻm 1 xẹt cách trục đường chính Nguyễn Kiệm khoảng tầm 50m thôi. Con hẻm 1 xẹt hẻm cụt sát đường chính, hẻm rất rộng, hẻm tới 8m nha anh chị, mới đổ nhựa xong, sát với trục đường Nguyễn Kiệm phía bên ngoài. Một căn nhà giá cực kỳ thơm, nằm ngay trung tâm quận Gò Vấp, thuộc trục đường Nguyễn Kiệm, phường 3 Gò Vấp, sát với sân bay Tân Sơn Nhất và quận Phú Nhuận cũng như là quận Bình Thạnh phía bên trên, sát với quận Phú Nhuận nha anh chị. Ở đây chúng ta di chuyển về Bình Thạnh, Phú Nhuận rất là gần, nằm ngay sát bên với công viên Gia Định luôn, cách công viên Gia Định có 100m thôi, 100-150m gì đấy. Một cặp đôi nhà đẹp, bán căn phía trong rồi, chỉ còn căn phía ngoài thôi, và chốt cứng có 7,2 tỷ thôi nha, chốt cứng 7,2 tỷ. Chúng ta sẽ có một lớp cửa cuốn phía bên ngoài, bên trong có cửa nhôm xin pha 4 cánh và rèm cửa. Căn nhà xây dựng hết đất, hướng chính là hướng Đông Bắc, phù hợp với những quý vị nào theo phong thủy là Tây Thứ Trạch. Một căn nhà giá cực kỳ thơm, chốt cứng 7,2 tỷ, không thương lượng nha anh chị. Sẽ có khu vực phòng khách phía dưới, sẽ được ốp gạch 80 và tặng lại sofa da. Có tặng rất là nhiều đồ, trệt 3 lầu, có 4 phòng ngủ, 5 toilet. Căn này thì chúng ta có thể đậu xe hơi phía ngoài hoặc đậu bên trong phòng khách cũng được. Ngang 4m2, sâu vào 15m. Căn này trước đó chủ giao tới 11 tỷ 200 triệu đồng, bây giờ giảm xuống 4 tỷ, chốt cứng chỉ có 7 tỷ 2 thôi, và giá thì không còn bớt nữa nha. Một căn nhà hướng Đông Bắc, Tây Tứ Trạch. Quý vị nào quan tâm đến căn nhà đẹp giá rẻ này, hãy gọi ngay về tới nhà đất Bá Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình nha. Căn nhà rất đẹp, rất sang, xây mới hoàn toàn năm 2023, số hồng riêng và chính chủ bán căn nhà xây ở nha anh chị. Nhà rất đẹp, nằm ngay tại trục đường Nguyễn Kiệm thuộc phường 3 quận Gò Vấp, khu vực trung tâm của quận Gò Vấp. Ở đây thì nằm sát với công viên Gia Định, sát sân bay Tân Sơn Nhất, cách sân bay khoảng tầm 500-600m thôi. Phía trong này là không gian phòng bếp nha. Phòng bếp thì được tặng lại bộ bàn ăn 6 ghế, tủ bếp gỗ An Cường và có ốp gạch cao đụng trần, trên có đèn chùm, đèn led, thạch cao đầy đủ. Căn nhà rất đẹp, rất là rẻ nha anh chị, 7 tỷ 2 thôi. Nói cực kỳ rẻ, cực kỳ thơm. 7 tỷ 2 anh chị có ngay một căn nhà đẹp, nằm ngay trung tâm quận Gò Vấp, sát với sân bay Tân Sơn Nhất và quận Phú Nhuận. Rẻ, cực kỳ rẻ luôn. Trước đó giao tới 11 tỷ 2, bây giờ giá bán chỉ còn 7 tỷ 2 thôi, giảm xuống 4 tỷ, giảm giá bán lỗ 4 tỷ. Căn nhà đẹp, rất đẹp, 7 tỷ 2 cực kỳ rẻ nha. Đất công nhận đủ, không lộ giới, nhà xây mới hoàn toàn, đường trước nhà thì rộng khoảng tầm 8m. Di chuyển lên lầu 1, chúng ta sẽ đến với khu vực không gian phòng ngủ 1-2. Phòng ngủ phía trước thì cực kỳ rộng, do nhà xây dựng hết đất, sẽ được làm giường 1m8 kèm với tủ quần áo, kệ tivi và máy lạnh, ốp sàn gạch giá gỗ nha anh chị. Phòng rất rộng, rất là thông thoáng luôn, giá cực kỳ mềm, có 7 tỷ 2 thôi. Hướng Đông Bắc nha, anh chị nào thích căn nhà nằm ngay trung tâm Gò Vấp, tại trục đường Nguyễn Kiệm thuộc phường 3, sát với công viên Gia Định và sân bay Tân Sơn Nhất, hãy gọi ngay về tới nhà đất Bá Hưng. Đặc biệt thì căn nhà mình hẻm 1 xẹt nha, hẻm 8m 1 xẹt cách trục đường Nguyễn Kiệm có tầm 40-50m thôi. Hẻm nhựa mới đổ rất đẹp luôn, xe hơi đậu trước cửa nhà thoải mái nha. Và hẻm thì có vỉa hè, căn nhà giá rất rẻ, có đầy đủ nội thất trong nhà hết rồi, giường tủ máy lạnh, kệ tivi đầy đủ hết nha. Anh chị nào thích căn nhà này hãy alo ngay trực tiếp về tới nhà đất Bá Hưng. Và chúng ta hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông, thả like để xem những video mới. Khu vực toilet thì chúng ta có bồn cầu khối, bồn tắm nằm. Đấy, rất đẹp, rất sang, giá cực kỳ bình dân.
có 7 tỷ 2 thôi. Mọi người xem video hãy alo trực tiếp về tới em Hưng nha. Hướng nhà là hướng Đông Bắc, Tây Tứ Trạch. Nhà hẻm 1 xẹt sát đường chính, giá bán còn ngang tiền đất. Phòng số 2 chúng ta cũng có giường 1m6, máy lạnh và cửa sổ ra giếng trời. Tủ âm tường đầy đủ hết nha. 4 phòng ngủ. Căn nhà rất đẹp, rất là sang, giá cực kỳ bình dân, hữu nghị. Mọi người xem thì hãy nhớ thả like ủng hộ em. Một căn nhà cực kỳ là rẻ nha anh chị. Cực kỳ là rẻ và hợp lý. Nằm ngay trung tâm trục đường Nguyễn Kiệm, phường 3 Gò Vấp, sát bên với sân bay Tân Sơn Nhất và quận Phú Nhuận. Ở đây di chuyển sang quận Phú Nhuận có thầm thầm 300-400m thôi. Di chuyển lên trên đây là khu vực lầu 2. Lầu 2 thì chúng ta cũng có toilet, bồn cầu khối, vòi sen thuyền, vách tắm kính này. Phòng phía trước thì làm rất là rộng, giường 1m8 nha. Máy lạnh đầy đủ. Và phía sau sẽ là phòng ngủ số 4. Phòng ngủ số 4 cũng khá là rộng rãi, đầy đủ nội thất rồi. Anh chị chỉ việc xách vali quần áo về ở thôi. Và di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với khu vực phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước và sau. Cầu thang nhà này ốp đá hoa cương sa mạc, đúc rộng tầm 90 nha. Nhịp cực kỳ thấp. Nhà xây mới hoàn toàn năm 2023, sổ hồng riêng. Ngân hàng cho vay chắc phải tầm lên tới 90%. Chúng ta có thể vay được 7 tỷ luôn. Phía trước là sân thượng trước này. Và chúng ta có thể làm thêm phòng thờ ở đây được. Có để xích đu và làm khung sắt rất đẹp rồi. Một căn nhà giá cực kỳ bình dân, hữu nghị nha. Có 7 tỷ 2 thôi. Chúng ta kiếm không có tại quận Gò Vấp đâu. Phía trước đây, phía sau đây sẽ là khu vực giặt phơi đồ. Đấy, đầy đủ hết nha anh chị. Ốp gạch sạch sẽ, có khu vực đường ống xả, máy giặt đầy đủ, khung sắt đầy đủ hết rồi. Và video của em Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.